Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là mẫu loa siêu chép hay còn gọi là super chép. Đấy. Ngày hôm nay là mẫu mới tôi sẽ ra mắt quý vị và các bạn, và đặc biệt là mức giá rất là tốt cho anh em nhé. Mức giá vô cùng tốt. Và bên cạnh đây là một cái phiên bản là A300 tôi có giới thiệu đến quý vị và các bạn rồi. Một chiếc này là có mức giá là 850 củ loa chép rồi quý vị nhé. Và sẽ lắp sẵn này mạch phân tần này. Phân tần để dưới này. Và có bán lẻ mạch phân tần rời cho anh em nhé, hoặc là bán chân dây hàn sẵn cho anh em. Và đấu tụ cũng như này, tụ anh em thấy anh em mua loa chép toàn được tặng tụ xịn, tụ đen đấy nhá, 2.2 hoặc là 1.5 mi, tùy vào gu may của mỗi người. Quý vị muốn có một chút trung cao một chút thì tôi sẽ hàn tụ 2.2, còn muốn ít giải trung cao đi tôi sẽ hàn tụ 1.5 đấy. Rồi quay trở lại với nội dung chính của chúng ta, chính là bộ loa chép này. Quý vị có thể xem tôi cầm trên tay thì khá là chắc và nặng, anh em thấy cảm giác như cầm một cái cục sắt đặc vậy, rất là nặng và chắc. Và quý vị thấy cái hình thức thì khá là đẹp đấy chứ, trên một cái lèn đen là một cái miếng giống như kiểu hỏa tiễn vậy, nó sáng rất là huyền ảo. Và nếu như mà hình dung đặt trên một cái thùng loa ấy, thì khá là nổi bật đấy nhá. Và tiếng chép của con này thì rất là hay. Và đây là một kim loại hết anh em nhé, kim loại hết đấy. Quý vị hình dung vào những cái dòng chép kèn ấy, thì cái vành kèn, cái chất liệu làm vành nó rất là ảnh hưởng đến cái âm sắc của dải chép. Nếu như vật liệu là bằng nhựa thì tiếng nó một khác, bằng gỗ tiếng nó một khác, bằng kim loại thì tiếng nó một khác, bởi vì là những cái sóng âm nó va chạm vào những cái thành này đấy, nó phản xạ ra những cái tiếng nó sắc, nó sáng ở những vành kim loại như này. Những dòng loa mà Antec chẳng hạn, những cái vành kèn nó đắt, rất là đắt nhé. Cái vành kèn ảnh hưởng khá là nhiều đối với dòng loa chép kèn, nên ở đây họ thiết kế là vành bằng kim loại đúc hết, rất là chắc chắn đó. Và con này thì giải dòng siêu chép nên là nó vươn được đến những cái giải siêu cao, siêu cao tần nhé. Quý vị có thể xem cái thông số phía sau, con này là model là VKT A500 và trở kháng 8 ohm, công suất cực đại là 100W. Công suất này là công suất cực đại anh em nhé. Thực tế những dòng loa chép này nó chỉ tiêu tốn vài watt thôi, nó không đáng là bao nhiêu. Gần như là công suất và trở kháng khi phối ghép với loa hoặc âm ly người ta gần như là ít quan tâm đến. Chủ yếu là người ta quan tâm đến là cái dòng loa chép này nó có hợp với cái gu nhạc của người ta hay không, nó có hát được karaoke hay không, tùy vào cái mục đích của mỗi người người ta lựa chọn những dòng loa chép nó khác nhau. Rồi ok. Mẫu này thì đây, như quý vị thấy, riêng củ rời có giá là 650.000 một cặp củ rời tặng tụ cho anh em. Tặng tụ như này, đấy, tặng tụ, còn tụ xịn đấy, 650 một cặp, anh em muốn phải đóng thùng loa. Một nếu đối với một cặp loa siêu chép mức giá như này vậy là quá hợp lý cho anh em rồi. Còn nếu như anh em lắp chân như này, lắp chân IC như này, lắp tụ như này thì thêm 30.000 cặp chân nhé, cặp chân sắt này. Đấy. Còn lắp trọn bộ cả mạch phân tần như này anh em nhé, cả mạch phân tần như này. Đây, có giá là 830.000 một cặp, bao ship toàn quốc, 830.000 anh em nhé. Cặp A500. Quý vị thấy đây tôi sẽ hàn sẵn dây này. Dây lần này tôi hay hàn dây dây bãi nhật cho anh em đấy, dây chép đấy. Đây, mạch phân tần có phần in này, in ở phần dây loa vào nhá, phần T là đấu với loa chép. Một số anh em không biết rằng là mua mạch phân tần về không biết là đấu như nào. Đây, anh em đợi chút tôi sẽ. Đây. Như này nhá. Phần T này, anh em đấu lên loa chép. Đây, hiệu T này. T là đấu với loa. Đấy, chúng ta chỉ việc đấu âm dương vào thôi. Đấu âm dương vào. Đó, đấu âm dương vào cực loa đấy, âm vào dương với dương, cộng trừ đấy, bởi trên đây nó ký hiệu cộng trừ. Và một số anh em cứ hỏi rằng là cái dây đen là dây âm hay là dây trắng là dây dương. Thì anh em cứ nhìn theo cái mạch phân tần nhá, nhìn theo mạch phân tần có cộng trừ hết ở đây. Anh em đi dây cắm trực tiếp âm với âm và dương và âm ly, hoặc là trực tiếp với cả loa chính là anh em dùng thôi. Tôi làm hoàn thiện dây này, chân này, mạch phân tần này, hoặc là lắp tụ cả như này cho anh em. Về anh em chỉ việc đấu thôi. Đại đa số anh em mua loa siêu chép giờ này về để lắp bổ sung cho dàn loa nghe nhạc hoặc là hát karaoke nhá. Và mẫu loa siêu chép A500 này, như tôi vừa bảo đấy, tôi nhắc lại một chút mức giá là củ loa chép rời giá 650.000 anh em nhá. Còn nếu như anh em lắp mạch, lắp cả mạch phân tần như này có giá là 830.000 nhá. Đầy đủ mạch chân phân tần. Còn nếu như lắp tụ thì giá rẻ hơn, lắp tụ thì giá 680 anh em nhé, 680 cái chân này, tụ này, hàn dây sẵn cho anh em, bao ship toàn quốc. Rồi
Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị nghĩ sao về mẫu loa siêu chép tôi vừa giới thiệu đến anh em? Thì có thể thẳng thắn comment ở phía dưới và nhắc lại một chút về hình thức đặt hàng và thanh toán. Quý vị liên hệ trực tiếp số điện thoại tôi để phía dưới nhé, 0908 722 688, và khi chúng tôi tiếp nhận thông tin chúng tôi sẽ giao hàng tới quý vị, nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán, không cần đặt cọc hay chuyển khoản trước nhé. Sản phẩm được bảo hành trong vòng 1 năm. Rồi, xin chào quý vị và các bạn.